Xin chào tất cả các bác, chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của Sưởng Từ Gỗ. Và hôm nay thì em đứng ở một cái view rất là quen thuộc. Ở video trước thì em đã có quay một bộ sưu tập với rất là nhiều những cái sản phẩm hàng Nhu Ngọc Am, thì cũng đã có rất là nhiều siêu phẩm đã bay rồi. Nên là hôm nay là em mới bổ sung vào đây có 3 siêu phẩm mới rất là đẹp. Và em mong muốn là đưa lên video như thế này để các bác cùng ngắm và thưởng lam với em Linh. Hiện tại thì em chưa có làm mã sản phẩm luôn, nên là em sẽ gọi là tác phẩm 1, tác phẩm 2 và tác phẩm 3. Anh em mình có thể xem video, chụp mình lại và nhắn tin qua cho em nhé. Thì ở đây ạ, em có một tác phẩm mang tới sức khỏe và sự trường thọ đến với gia chủ, một mẫu tượng ông thọ đào. Và đây là một trong những phôi Nhu Ngọc Am rất là đẹp. Và đây là những cái lô Nhu Ngọc Am cuối cùng của năm nay mà Sưởng Từ Gỗ đầu tư rồi. Nên là thật sự các bác là hàng nhu tuyển như thế này ở ngoài thị trường là rất là ít nơi có các bác nhé. Đó, và phải ôm hàng tấn gỗ ấy các bác ạ. Hàng tấn thì các bác phải biết là nó rất là nhiều, nguyên cả một công luôn ấy ạ, thì mới lọc ra được những cái phôi đẹp để em làm tượng. Còn lại nếu như mà những cái hàng nhu kém hơn thì bên em sẽ bán cho cộng tác viên hoặc là khách buôn trực tiếp tại làng nghề. Nên các bác cùng ngắm với em này, hàng do nghệ nhân Bùi Diễn chế tác. Và đây là một trong những phôi nhu Ngọc Am và chất nhu là nhu kín mít hết luôn. Để em đặt một cái so sánh cho anh em mình nhá, nếu như mà những cái hàng nhu Ngọc Am mà nhu kém mà nhiều bác là cứ tưởng là nhu rẻ ấy các bác ạ. Nhu Ngọc Am mà hàng rẻ thì nó chỉ là những cái hàng nhu thưa như thế này thôi. Hàng nhu thưa như này thôi, các bác có thể đặt để so sánh này. Và chất nhu của nó sẽ không được dày dặn và rõ rệt như là cái nhu Ngọc Am hàng tuyển loại 1 như này. Nên là vì sao mà em Linh thường nói là anh em mình cứ qua trực tiếp cơ sở của em để ngắm là sẽ gọi là dễ dàng để nhận biết nhất. Tác phẩm này của em thì ông thọ đang tay nâng trái đào, và một gọi là ngồi ở dưới, nguyên cả đây là một cái phần bao tiền của em ạ. Đó, một tác phẩm vừa mang tới sức khỏe trường thọ, vừa mang tới tài lộc thì gọi là rất là tuyệt vời rồi. Chứa đựng bên trong là cuộc sống no đủ này, của cải gia đình lúc nào cũng đầy đủ đề huề ra, đúng không ạ? Và quan trọng nhất của một đời người đó chính là sức khỏe rồi. Có sức khỏe thì mới có tất cả, đúng không ạ? Nên là đây là một trong những sản phẩm mà sắp đến báo hiếu báo hỷ, đúng không ạ? Thì báo hiếu thì các bác chúng ta mua những cái món đồ như này các bác biếu cho cha mẹ ông bà rất là ý nghĩa trong những dịp Tết lễ Tết như thế này. Em sẽ lên qua kích thước nhá. Bức này của em thì sẽ có kích thước cao là 28 ạ. Cao 28 ngang của tác phẩm này ạ. Cao 28 ngang là 48. Và tác phẩm này của em thì có một cái bề sâu sâu là 31 các bác nhá, sâu là 31. Các bác có thể để ý này, anh Diễn anh ấy làm nhá, phần lông mày này, toàn bộ phần lông mày này hay là phần râu riết ở dưới này, làm rất là tơi. Bước này thì em giữ gỗ rất là nhiều, giữ gỗ rất là nhiều. Ở trên thì em đục nguyên bóng thọ đang ngồi, tay cầm một cái phệ gậy này, và buộc một bầu hồ lô, một bên nâng trái đào thôi. Còn lại thì quan trọng nhất là anh em mình chơi nu bước này là cực kỳ phê luôn các bác ạ, rất là đẹp. Đây là tác phẩm đầu tiên nhá, tác phẩm đầu tiên là ông thọ nâng trái đào và ngồi bao tiền, nu Ngọc Am của em. Xung quanh đây toàn là nu hết các bác ạ, chơi bước này rất là sướng. Bước này thì vừa tầm em Linh cũng vẫn bê được, gọi là đặc gỗ hết các bác ạ, đặc gỗ hết, rất là đẹp. Em sẽ sang phía bên này nhá. Tác phẩm bên này của em thì nó dạ chất lượng hơn, nó đẹp hơn ở gỗ luôn các bác ạ. Nó to về cả to tiền và to gỗ luôn. Và mẫu này là một mẫu độc như em Linh giới thiệu đấy ạ. Hôm trước ở video trước thì là một mẫu tượng ông thọ đào cũng ôm một trái đào như thế này, và có một cái đế lên thì nó nhỏ hơn bước này một tí. Còn bước này của em khá là to. Và các bác nhìn nu này, nhìn nu nó có sướng hơn rất nhiều những bức vừa rồi mà em bán rất là nhiều luôn các bác nhá. Các bác nhìn chân nu này, tay em sờ gọi là sờ trực tiếp vào nu nó rất là mát luôn ạ. Ở trên này thì có một chú rơi tài lộc cũng full nu luôn, chú rơi này của em là cũng full nu luôn đấy. Bên này thì hoa mai này chặt nổi hết lên luôn, và cái cành này của em là cái gai nu tự nhiên ấy, em không có phay ra đâu, chơi nu tự nhiên luôn. Và cái mấu của quả đào này cũng được làm rất là đẹp luôn các bác ạ. Và nhân vật chính đây ạ, ông thọ đang ôm một trái đào này, làm tơi cho các bác ơi, râu riếc làm này rất là đẹp luôn ạ. Bàn tay cũng đang ôm vào một trái đào đây. Toàn bộ những cái nếp áo này làm rất là mềm mại các bác nhá. Đằng sau này, các bác nhìn đằng sau nhá, cái chân nu nó sẽ giấu ra đằng sau, cái chân nu của cô nó sẽ giấu ra đằng sau, và những cái nu tia nu giọt nước này đây, quay sát để các bác nhìn, đây là những cái tia nu giọt nước để nó vào cái chân nu của đằng sau nó giấu vào. Giống như kiểu các bác chơi những cái bình phú quý mà dáng đứng ấy ạ, thì bao giờ nó cũng sẽ có nu ba mặt và cái chân nu nó sẽ giấu ở mặt sau. Đó, nên là nu mà đều hết thì rất là hiếm, gần như là không có đâu các bác ơi. Đó, nên là các bác có thể thấy là một cái tác phẩm của em thì khá là to. Bác nào mà có không gian các bác bày biện những cái bức như này rất hợp lý này. Em sẽ lên qua kích thước của tác phẩm này nhá. Bức này của em thì sẽ có kích thước cao là 33, cao 33, ngang là 54 ạ.
cao 33, ngang 54. Và sâu của tác phẩm này của em là sâu là 24. Rất là đẹp. Ngưu Ngọc A mẫu này thì độc quyền tại cơ sở sửa gỗ rồi, nên là bác nào mà chúng ta quan tâm đến sản phẩm thứ hai ở trong video ngày hôm nay thì các bác chúng ta có thể liên hệ với em Linh nhé. Số Zalo của em thì sẽ là 0346059999 hoặc là 0868688137 các bác nha. Em sẽ qua một mẫu cuối cùng. Hôm nay thì em hoàn thiện được một tác phẩm này thật sự với các bác là rất là ưng ý, từ nét đục cho đến phôi gỗ luôn các bác nhá. Vì lâu lắm rồi em mới lại có được một cái mẫu tượng di lặc vác cành đào đứng rất là đẹp như này, và có đầy đủ yếu tố phong thủy tuyệt vời của tác phẩm này luôn. Ví dụ như là củ nhân sâm này, lân sư này, có cả thiềm thừ, và đặc biệt đây là có nhị tiểu, tức là một tiểu đồng nam và một tiểu đồng nữ vác cành đào ở trên này. Đó, và các bác ngắm diện cụ di lặc của em Linh này. Diện cụ được đục rất là hoan hỉ luôn các bác nhá, từ nụ cười này cho đến thân hình mập mạp. Thân hình mập mạp cũng được khắc họa lên vô cùng đẹp. Cái chất gỗ các bác ạ, cái chất nu của bức này nó rất là tuyệt vời. Từ gọi là dáng dấp của cụ di lặc được đục vô cùng sống động luôn, và đứng ở trên những đế tiền vàng, và ở dưới là toàn bộ đất đá của em là cũng toàn là nu hết nhá các bác nhá, toàn là nu hết thôi. Cỏ cây hoa lá cũng được chặt nổi lên rất là đẹp. Bức này làm tứ diện luôn, nên là đây em quay đằng sau cho anh em mình ngắm này. Hàng đục tứ diện mà, nên là đằng sau của em này cũng được làm ra. Đằng trước đục như thế nào thì đằng sau em gọi là cũng gọi là các bác nhá. Mẫu này thì rất là đẹp rồi. Một bên cành đào kéo ở đây là một cái đồng xu tiền, và một bên thì đầu cành đào này thì kéo một cái đèn lồng, và tiểu đồng nam đó, kiểu đồng nam đang bám vào cành đèn lồng này này. Làm rất là nhiều chi tiết. Và đây là một trong những phôi di lặc Ngưu Ngọc Am rất là to. Em sẽ lên qua kích thước nhá. Tác phẩm này của em là cao 71 ạ. Cao 71, ngang là 45. Cao 71, ngang 45. Và sâu của tác phẩm này ạ, sâu của tác phẩm này của em sẽ là 17. Đó, và nếu như bác nào chúng ta xem video này, chúng ta quan tâm đến một trong ba tác phẩm mà em Linh đang quay ở đây ạ, các bác có thể comment ở phía dưới video này, hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo 0346059999 các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và các bác thấy video này hay thì hãy like video và đăng ký kênh cho em nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.